sau khi mà đi một vòng chùa các bạn, cái điểm nhấn cuối cùng các bạn sẽ gặp ha, đó là tượng Phật Bà. Rồi, hello cả nhà ơi, Ninh đi Việt Nam đã tới nhà thờ Măng Lăng. Măng Lăng, nhưng mà thật sự đó là cái tiếng mà người ta nói là nó lớn hơn mọi người, chứ đúng là nhà thờ Măng Lăng ha. Nhưng mà ở ngoài thì vẫn để là Măng Lăng theo như tiếng địa phương của người Phú Yên. Thì ở đây là một cái nhà thờ rất là cổ và rất là đẹp các bạn ơi. Từ ngoài bước vô là các bạn thấy rất là đẹp rồi ha. Với thứ hai nữa, ở đây là nơi lưu giữ chữ quốc ngữ đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta. Rồi chút xíu nữa ở đâu thì Ninh sẽ cùng với mọi người khám phá cái nhà thờ Măng Lăng này nha. Rồi đi thôi cả nhà ơi, rất là đẹp. Tại sao kêu là nhà thờ Măng Lăng ha? Thì cả nhà thấy nè, ở đây có rất là nhiều những cây Măng Lăng tím trông rất là đẹp cả nhà ơi. Và ở đây có một cái cây giống như là bonsai luôn á. Nè, nó nằm ở, người ta đặt ở chính giữa luôn ha, của cái nhà thờ này. Các bạn nhìn nè, cái góc nào của nhà thờ cũng đẹp hết các bạn ơi, trông rất là xinh. Ở đây nè, các bạn thấy không, xung quanh đều là những cây Măng Lăng hết ha. Ồ, mà trước có nguyên một cây phượng trông rất là đẹp không cả nhà. Rồi bên đây thì người ta có làm một số cái tiểu cảnh hồ non nước ha, trông rất là xinh. Cả nhà nên nhớ nha, khi đến nhất định cả nhà phải đến cái nhà thờ này nha, nhà thờ này rất là đẹp. Rồi nên sẽ bắt đầu đi sau và trong để cho cả nhà mình tham quan nha. Ôi bữa nay có một cái ngày anh làm lễ nữa. Nhà thờ Măng Lăng được xây dựng vào năm 1892 với một linh mục người Pháp, thường được gọi cái tên là Cố Xưng. Ông là linh mục chánh xứ đầu tiên của giáo xứ này. Nhà thờ Măng Lăng được xây dựng trong một cái khuôn viên rộng 5.000m² theo kiến trúc Gothic, với nhiều hoa văn trang trí. Hai bên nhà thờ có hai lầu chuông, chính giữa là thập tự giá. Tất cả sơn màu xanh xám giản dị, hòa đồng với khung cảnh ruộng vườn cây lá. Hiện nay, cái nhà thờ này vẫn đang giữ cuốn sách đầu tiên được in bằng tiếng Việt. Đây là quyển giáo lý phép giảng 8 ngày của linh mục Đắc Lộ, người dân địa phương gọi là cha Đắc Lộ, người khai đã sinh ra chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.
Hello, Ninh đang có mặt tại gần tá đĩa cả nhà ơi. Đây là một cái nơi rất là đẹp. Nên vừa bay những thước phim Lightcam xong, nên mong rằng những cái thước phim này sẽ đem đến cho mọi người có một cái nhìn toàn cảnh thì dễ gần tá đĩa này nha. Nhưng mà ở đây nên có một số cái thông tin cho mọi người đây. Gần tá đĩa này khi mọi người mua vé vào là tốn 20.000 ha. Cảm giác heo hút thấy lâu rồi, thấy trên bìa, đặc trí lâu rồi. Cảm giác mà ngồi ngoài xa này quay lại mình thấy nó thích quá quý vị. Đúng rồi. Có ngựa nữa kìa. Được không? Có ngựa nữa. Này quay ngược thời gian lại. Mọi người mua thêm xe điện á thì sẽ tốn thêm 10.000, và với một điều đặc biệt á là gành đá đĩa này á là được thiên nhiên tạo hóa cho nó các bạn, là rất là nhiều những cái đá mà nó giống như nó thành những cái dĩa, nó xếp chồng chồng lại nhau. Những cái khối dài ha, thì giống như là cái đài nghinh phong á các bạn, là cũng là một phần lấy từ ý tưởng của gành đá đĩa ha, qua làm cái đài nghinh phong. Thì tiếp theo đây là Ninh sẽ có những cái review cái đài nghinh phong riêng. Nhưng mà ở gành đá đĩa này các bạn, đây là một đội lá granite rất là quý hiếm, mà chỉ khó là khu Cù Phú Yên mới có thôi nha các bạn. Nên là Ninh mong rằng các bạn có dịp thì nên ghé gành đá đĩa nha. Đây là một địa điểm rất là hay và rất là đông khách du lịch các bạn ơi.
chờ các bạn trong một cái hành trình khám phá xứ nẩu Tuy Hòa, Phú Yên ha. Thì có rất là nhiều địa điểm tham quan hết các bạn, nhưng mà ở đây trong cái hành trình này Ninh sẽ giới thiệu cho các bạn một số điểm tham quan ha, với rất là nhiều những cái thông tin hữu ích và nhiều cái kiến thức để dành cho các bạn, nên là các bạn nhớ follow, subscribe kênh để theo dõi nha. Thì có thể chia làm rất là nhiều tập nha các bạn. Thì ở đây á, ở cái Tuy Hòa Phú Yên này các bạn, thì các bạn có thể cô động lại để đi theo hai hình thức. Thứ nhất là các bạn sẽ đi tham quan những cái khu vực ở bên phía Bắc trước, hoặc là những khu vực ở bên phía Nam ha. Thì các bạn nên chia nhau ra để đi nha các bạn, tại vì đoạn đường rất là xa ha, nên là các bạn tính toán pha học để mình đi cho nó hiệu quả ha. Thì trong hành trình ngày hôm nay nên giới thiệu với các bạn là đi theo hướng Bắc ha. Hướng Bắc sẽ có một số địa điểm tham quan, và địa điểm đầu tiên nên đang ghé ở đây á, đó là chùa Thanh Lương nha các bạn. Theo cái hướng của thành phố Tuy Hòa ấy các bạn, thì các bạn đi về hướng Bắc, thì các bạn đi khoảng một đoạn đường 4 đến 5 cây số thì các bạn sẽ có một cái ngã ba. Bên tay phải các bạn sẽ thấy là để là chùa Thanh Lương 700m. Thì các bạn chạy vô, các bạn nhớ nha, khi các bạn chạy vô rồi đó thì có một cái ngã tư, thì có một cái đường rất là nhỏ, thì các bạn chạy vào đó thì các bạn sẽ gặp cái chùa Thanh Lương, hoặc các bạn có thể search trên Google nha để tới đây. Ở đây là một địa điểm rất là đẹp các bạn ơi, đây là một ngôi chùa nên thấy rất là rộng lớn ha. Như là ngôi chùa này cũng là một trong những ngôi chùa đẹp nhất ở đây và cũng là nổi tiếng nhất ở đây đó các bạn. Thì vào trong ngôi chùa khi mà mới vừa bước vào là nên thấy được có hai kiến trúc nha. Thứ nhất là một cái kiến trúc cổ của từ thời xưa, thì thời của người Hoa người ta xây dựng lên ngôi chùa này, thì sau khi giải phóng thì người Hoa người ta bỏ đi và người ta không có chăm sóc và thờ phụng chùa nữa, nên là sau này người dân địa phương ở đây các bạn thì người ta mới là chăm sóc trùng tu chùa. Và đặc biệt nhất là có một cái mốc thời điểm rất là quan trọng để chùa phát triển hơn đó, là một cái tượng Phật Bà Quan Âm trôi dạt về đây ha. Thì lúc đó thì người dân xung quanh mới báo với chủ trì chùa, thì lúc đó chủ trì chùa đem về đây để mà thờ phụng. Thì ngôi chùa ngày càng thu hút khách du lịch thập phương đến đây để mà cúng viếng, cũng như là nơi để mà có thể dừng chân và nghỉ ngơi. Tại ở đây rất là nhiều cây xanh và bóng mát, rất là nhiều cây cổ thụ rất là lâu năm hết các bạn. Thì kiến trúc để xây dựng ngôi chùa này cũng rất là đặc biệt nha các bạn, đó là được xây dựng từ san hô. Nên đang đứng ở trang chỗ khu để bước vào chính điện của ngôi chùa cũ, thì các bạn thấy nó được xây dựng với một kiến trúc rất là đặc biệt, san hô và gõ dừa
bạn thấy không? Đó, để là chùa Tham Lương và được xây dựng bằng san hô và gáo dừa. Các bạn thấy từng cái mảng san hô người ta cắt và người ta mài dũa tinh chỉnh thành những cái khối liền nhau rất là đẹp ha các bạn, kết hợp với gáo dừa ha, và một số chắc dính ha, thì nó ra được cái nguyên một cái tổng thể ngôi chùa rất là đẹp. Thì các bạn nhìn thấy ngôi chùa là các bạn thấy đậm chất của người Hoa ha. Thì bên cạnh đó đó các bạn là có thêm những cái hạng mục, nói chung là những thêm sau này thì có thêm một số cái hạng mục nữa, như là hạng mục Phật Bà Quan Âm cao 9m ha. Và tiếp theo đó đó các bạn là những cái hạng mục mà được người ta, những cái công trình người ta xây thêm sau này. Thì từ ngoài chùa các bạn bước vào các bạn sẽ thấy một cái cổng đó thì cổng xưa rồi, cổng cổ ha. Kế bên cái cổng có một cái tượng Phật Tổ, đi sâu vào trong thì các bạn sẽ gặp một cái tượng Phật người ta mới xây, đó là tượng Phật tứ diện trông cũng rất là đẹp. Kế bên tượng Phật tứ diện là có một cái gác chuông, thì cặp vách gác chuông là một cái tượng Phật Bà Quan Âm nhỏ ha. Với tiếp theo nữa các bạn đi sâu vào trong thì các bạn thấy tiếp là một cái tượng Phật Bà Quan Âm với đài sen cũng khá là lớn ha. Đó, và đi sâu hơn nữa đó bạn, điểm nhấn của ngôi chùa mới khi người ta xây sau này đó là tượng Phật Bà Quan Âm 7m, cao 7m nhưng mà nằm dưới mặt hồ các bạn. Nằm dưới mặt hồ trông rất là đẹp, thì xíu nữa đi sẽ vào để quay ở đó để cho các bạn xem. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình sẽ đi vào khu chính điện trước đi bạn. Sau khi mà đi một vòng chùa các bạn, cái điểm nhấn cuối cùng các bạn sẽ gặp ha, đó là tượng Phật Bà. Nó không đầy đủ nguyên bức tượng các bạn, nó chỉ là cái đầu tượng Phật Bà thôi, cao 7m. Thì các bạn nhìn trông rất là đẹp ha, nó làm một hiệu ứng giống như là mình cái đầu của Phật Bà đang ngôi lên khỏi mặt nước đó các bạn, trông rất là đẹp. Đây là điểm nhấn rất là lớn của ngôi chùa và rất nhiều người đến tham quan và check in tại địa điểm này các bạn. Đây là một trong những cái không gian mà các bạn sau khi mà đi du lịch ở Phú Yên hối hả thì các bạn có thể lắng động chút xíu ở điểm này ha các bạn. Ở đây không chỉ riêng là với tâm linh không, mà nó có rất nhiều tiểu cảnh cho các bạn có thể ngồi enjoy thư giãn và cũng có thể là lắng động chút xíu ha. Thì tiếp theo đây chúng ta sẽ đi đến những địa điểm tiếp theo trong hành trình của Ninh ha các bạn. Xin mời các bạn cùng Ninh khám phá tiếp những địa điểm tiếp theo mà Ninh sẽ đi là gì nha.
các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.